hả cơ? Có khi nào hả cơ nghĩ đến tương lai, có ao ước một đời sống yên lặng không bất trắc? Tương lai ao ước làm gì cho thêm nhớ, thêm thương, thêm sầu, thêm khổ. Giấc mộng nào đã chấp cánh bay thank you.
những yêu nàng nào có thay đổi gì đâu. Nhưng giữa hai ta người lớn dựng lên một ranh giới hận thù. Nếu bắt được ta, phụ thân nàng sẽ giết. Chứ bộ đi cưới chồng cho em sao?
cưới với tôi là đàn bà Như Thủy. Là hồ Như Thủy. Hồ Như Thủy. Nè, nàng lừa dối ta. Không, Hồ Thiên Dư. Nàng là Hồ Như Thủy. Con gái này là ta. Ta là kẻ kém hơn 10 nhân lương thiện tầm thường, nhưng không yên tâm đắp thối nát. Cầm đây, ta sẽ giết nhà ngươi. Thank you.
nó xem sao. Hầu như thế, cha đã quyết định cuộc hôn nhân này của Thanh Anh bằng ngoại cách cha sẽ giết Âu Thiên Vũ. Tại sao? Tại vì khi nào xa cô Quy, người ta thay lòng đổi dạ Âu Thiên Vũ. Dạ mà, tranh con mày phải chết. Âu Thiên Vũ đã buông gươm chịu đói. Còn lâu la của nhà ngươi đã bị đánh tan cả rồi. Vô lý, tại sao có thể như thế được? Như Hải Lâm là người đúng, các người đã lọc chừng gì rồi. Trời, như Hải Lâm phạm bộ ta, trong tự vô ích, phải quy hai ngay. Đừng, đừng tưởng cứ ba qua.
không thể
Yeah.
gian không được ước ao nhiều. Ta còn lại gì đâu khi đôi mắt đã mù rồi. Mai một ngày trên đường trời gian đôi ta sẽ không còn ai đã ghé người thân. Ta sẽ không nhà không cửa không chiếu không nhân và cuộc đời sẽ biến ta thành con nắng mai buồn khổ. Nay đêm có cầu xuống mai chùa quan nếu thành rồi ta sẽ chết đi trong viên quanh thân thành. Quá đại chủ đừng thốt ra lời tuyệt vọng, dầu gì cũng còn có hạ cơ. Không, đời hạ cơ còn dài. Ta cười cho tình đời.
Tại sao mày để cho đời hạ cơ phải khổ?
Thank you.
Oh,
sự đi nghe. Tất cả ai im lẽ? Ai? Ai dám cắt ngang chặng đường ta? Ta là Âu Thiên Vũ. Lão, Âu Thiên Vũ sao lại còn mang về hai tay? Nhà ngươi muốn gì? Muốn nhà ngươi hãy nhường lại cô dâu.
tiểu thư yêu mến nhất, để cô được nghe những âm thanh xuất phát từ đáy lòng. Âu Thiên Dụ, Âu Thiên Dụ, ông cũng biết tên Âu Thiên Dụ. Trong những ngày hành khắp mọi nơi, tôi có gặp một gã mạnh tên Âu Thiên Dụ. Hắn có dạy cho tôi bài ca tâm biệt, dùng để tiễn đưa một người yêu. Bài ca tâm biệt, xin tiểu thư hãy nán lại phút giây để đóng trọn giai đoạn. Yeah.